Ok, xin các bạn quay lại tiếp với một video về Punishing Ray Raven. Và trước khi làm bài video thì mình không biết, mình đã xin tạm khoảng 2-3 phút gì đấy để mình kể về những sự kiện gần đây và sắp tới sẽ ra video gì hoặc định hướng tương lai. Cho thì về mạng, về một game này thì bọn mình có làm hoạt động dựa trên 3 tựa game, đó là vẫn còn hoạt động tiếp, đó chính là 3 tựa game, đó chính là Punishing Ray Raven, đầu tiên thì Honkai này, tiếp theo đến Punishing Ray Raven này, và thứ ba đó là Genshin Impact. Có thể nói là thực sự có thể nói là dạo đây thì mình thường hay tập trung cày vào Genshin khá là nhiều, còn Punishing bây giờ mình cũng chỉ có chung là mình cứ cày mấy cái nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ tuần thôi, để mình tích cho PC cho Lucia Ravenfield thôi, bởi vì số crystal thì mình đã tích black card thì mình đã tích đủ cho tích đủ bảo hiểm cho BNKS rồi, mình chỉ đợi thời gian khi mà cái banner xuất hiện thì mình quay phát mình có luôn. Giờ mình đang lên kế hoạch cho Lucia Ravenfield thôi, và sau khi xong Lucia Ravenfield thì mình sẽ quyết định là mình sẽ lên tích cho skin của Alpha, nhưng bông hồng xanh ấy, cái skin mà nó battery theo phong cách của nhân vật Zero bên Grand Cat 3 ấy. Mình không biết các bạn có theo dõi tựa game đấy không, nhưng đấy có một số tựa game của mình rất quan tâm. Thì đây, và Zero cũng là một số nhân vật mình thích trong tựa game đấy luôn, tựa mình thích nhất luôn. Mình xem review, xem chơi game các thứ để mà nói chung chỉ vì nhân vật đấy. Cho nên đấy cũng là một cái skin mình rất là muốn có. Còn Rosetta nữa thì mình không biết nữa, mình không biết là thời gian hai đứa cái skin với cái Rosetta đấy nó ra khoảng thời gian điểm bao nhiêu, nhưng mà mình nghe thì có được bảo ở năm sau thì không biết là bọn nó có ra trùng nhau không. Để ra trùng nhau cũng gọi là hơi căng ấy, thực sự là hơi căng, thì mình không nên là có sự tùy nhân phẩm mình sẽ làm quay thì đấy về Vanishing. Còn về Honkai thì sau khi mình nó thành công được ở Hunter Flameson thì coi như là mình chẳng có gì để mình tiếp tục nữa. Câu chuyện thì giờ mình chỉ tập trung chờ đợi sự hiện của nhân vật không, mình nghĩ mình thôi, đoạn này mình sẽ để riêng cho bên khi là mình làm video. Thì đấy, còn về Genshin, còn về Genshin thì bây giờ mình vẫn đang tiếp tục cày. Mình buổi sáng mình ngủ dậy tầm khoảng sớm thì 6, trung bình thì 7 hoặc 8 giờ đấy, mình sẽ dậy và mình nghe nhạc. Số bài hit gần đây nhất thì đó chính là bài Moon Halo của bên Honkai Impact. Mình không biết bạn nghe không, mình thấy khá là phê. Và đấy là số bài mình thực sự hài lòng đoạn điệp khúc, đoạn kéo dài, đoạn hay chuyển đoạn thứ. Mình thực sự hài lòng hơn hẳn so với các bài kia, nên cũng tụi đối khác nghe hay nhiều bài đấy. Sáng, ok, mình đúng rồi nhở. Thì ấy, sáng ngủ dậy ngồi nghe nhạc xong xuống ăn cơm và lại chạy đến ghế gaming sofa để ngồi buổi chơi cái đến buổi trưa thì lại đến buổi trưa thì lại chạy ra ăn cơm xong lại không ngủ trưa và đi chơi game đến buổi chiều, và đến chiều tối xong chuẩn bị ăn cơm thì ngồi ăn cơm, sau đó là thu dọn bún bát các thứ rồi lại ngồi gaming tiếp, ngồi xong thì lại lên tầng đi ngủ, trước khi ngủ thì lại cày game Genshin tiếp, và cày đến tầm khoảng căng đét thì chắc là 2 giờ sáng thì đấy thôi, và sau đó mình cũng ngủ. Và đấy là cách, đấy là một ngày hoạt động mình, khi mình một cái lịch trình của mình mỗi ngày vậy, thì thế đấy bạn, thế mình hoàn toàn không thể chống bất cứ một khoảng gian nào ngoài trừ những khoảng gian đi ăn cơm và đi vệ sinh và đi ngủ ra đấy. Và cho nên là nói chung mình sẽ cố gắng để ra được một video về Honkai, nhưng mà bạn mình làm ra nhiều video Honkai không thì mình không chắc, bạn nên tự tìm hiểu đi. Và mình nghĩ chắc là video Bookfest gần đây thì mình cũng xong rồi, nên là mình biết đó, mình sẽ hẹn bạn video Honkai sớm nhất. Còn giờ ta sẽ lưu trúc tập trung về Punishing tiếp.
を見た者は深淵に消えるのよ。私の力はどう？存分に楽しむ。私の力はどう？存分に楽しむ。私の力はどう？存分に楽しむ。khiến mình cảm giác nó easy hơn vì đây là quen chế độ thử thách. Và mình cũng tích được một cái thử thách. Tôi thấy những nó kiểu rất là thúc
đẩy kích thích.
私を見たわね。了解です。今日は私も行けます。深淵の豪華で全て終わらせてあげる。私の力はどう？存分に楽しむ。